Senior. Xin chào các bạn sinh viên thân mến, mình tên là Uyên. Mình là Dương. Chúng mình là những sinh viên đã tham gia vào đợt tuyển dụng lần thứ tư của tập đoàn Lotte tại Việt Nam. Và hiện tại chúng mình đang là nhân viên của công ty Lotte Cinema. Cinema, chúng mình có cơ hội trải nghiệm trong một môi trường vô cùng năng động và chuyên nghiệp dưới sự hướng dẫn tận tình của các anh chị đến từ Hàn Quốc và Việt Nam. Chúng mình được tham gia vào các kế hoạch phát triển nhằm đưa Lotte Cinema trở thành một trong những cụm rạp phát triển hiện đại và chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam. Với Lotte Cinema, ước mơ đó đang dần trở thành hiện thực. Và nếu các bạn cũng muốn giống như chúng mình thì hãy nhanh tay đăng ký và được tuyển dụng lần thứ 5 của tập đoàn Lotte tại Việt Nam nhé. Welcome to Lotte Cinema.